tiêu diệt Him Lam, diệt 300 địch, 200 tù binh. Diệt gọn cục. Ngày 17 tháng 3, vị trí Bản Kéo, sợ hãi, liền kéo cờ trắng ra hàng. Cả phân khu Bắc, cửa ngõ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị phá toan. Trận đầu phải thắng, đó là truyền thống của quân đội ta. Địch bị thiệt hại nặng, suốt ngày đêm chở thương binh về Hà Nội. Nhưng nặng nhất là vết thương tinh thần. Tiếng gầm đại bác của quân ta đã quật chúng lộn nhào từ đỉnh cao chủ quan kiêu ngạo xuống vực thẳm hoang mang khủng khiếp. Tên Pirot chỉ huy pháo binh ở Điện Biên Phủ đã tự sát. Ngoại trưởng Pháp Bidon lại lật đật chạy sang Mỹ cầu cứu. Chính tên Dalet hiếu chiến khát máu này đã lại cho gửi gấp nhiều vũ khí, khí tài chiến tranh sang Đông Dương để cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Viện binh cũng ùn ùn kéo sang. Ngày 17 tháng 3, Hồ Nhi ném thêm cho Đờ Cát hai tiểu đoàn lính dù hạng cứng và ra lệnh chống giữ Điện Biên Phủ đến cùng. Nava ra lệnh tập trung toàn lực không quân, oanh tạc rất ác liệt những mạch máu tiếp tế của ta để cứu nguy cho Điện Biên. Tất cả các bến đò, các đèo cao hiểm trở đều bị bắn phá dữ dội. Đèo Pha Đin bị ném bom liền 18 ngày đêm, đèo Cà bị đánh phá ròng rã 2 tháng trời. Quãng đường Cò Nòi ngày nào cũng bị oanh tạc, có ngày bị tới 300 quả bom, không kể bom nổ chậm và hàng nghìn bom bươm bướm. Nhưng công binh, thanh niên xung phong và dân công, nhất là các chiến sĩ chống bom nổ chậm, anh dũng tuyệt vời, đã xông ra bất chấp nguy hiểm, đào bom, phá bom, sửa đường. Suốt chiến dịch, mạch đường tiếp tế của ta lúc nào cũng được thông suốt. Ở mặt trận, quân ta nô nức bắt tay vào chuẩn bị tấn công đợt 2. Quán triệt phương châm đánh chắc tiến chắc, các đơn vị được lệnh xây dựng trận địa bao vây và tấn công quân địch. Đây là một vấn đề chiến thuật cực kỳ quan trọng nhằm tiếp cận địch ở địa hình bằng phẳng, hạn chế tác dụng của pháo binh và không quân địch, cơ động lực lượng ta và chiến đấu liên tục cả ngày đêm. Sau 10 ngày,
bộ đội ta đã đào thêm được trên 100 cây số chiến hào từ trên núi cao tỏa xuống cánh đồng trống, vây chặt lấy địch như một vành đai thép. Trận địa tấn công và bao vây căn bản đã hoàn thành. 17:30 ngày 30/3/54, quân ta mở đợt tấn công thứ hai vào năm cao điểm phía đông, then chốt phòng ngự của địch ở Điện Biên Phủ. Chiến đấu tại khu vực này đã diễn ra rất ác liệt. Sau 45 phút, ta tiêu diệt gọn đồi C1. Quân ta lập tức củng cố công sự, chuẩn bị đánh địch, vì biết thế nào chúng cũng phản kích. Gần sáng chúng phản kích và cả ngày hôm sau lại phản kích quyết liệt. Đều bị quân ta đánh lui trong suốt 4 ngày đêm. Bốn ngọn đồi E1, C1, D1, D2 đã bị quân ta chiếm. Riêng đồi A1, sau nhiều trận chiến đấu ác liệt, ta chiếm một nửa, địch chiếm một nửa. Đêm đêm, trận địa tấn công của quân ta cứ tiến sát, tiến sâu mãi về phía địch. Địch run sợ, nghe tiếng đào hào thình thịch bên ngoài như tiếng đào huyệt chôn chúng. Chúng bắn ra dữ dội. Như vũ bão, quân ta vẫn cam trường sử dụng lưỡi xẻng thần kỳ, tiến vào, tiến mãi vào, thắt chặt lấy cổ địch. Lợi dụng chiến hào tới sát vị trí địch, quân ta dùng chiến thuật đánh lấn tiêu diệt các vị trí 106, 311, 105, 206 ở phía tây và phía bắc sân bay. Sân bay trung tâm của địch bị hoàn toàn bộc lộ. Năm 1954, ở các mặt trận phía tây, phía đông và phía bắc sân bay, quân ta ào ạt tiến vào đánh chiếm sân bay.
dạ dày lớn nhất của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị ta cắt đứt. Mất sân bay, địch cuống cuồng lo sợ, cố sống cố chết tung quân ra nhiều lần phản kích dữ dội. Ngày 24 tháng 4 là trận phản kích ác liệt nhất. Chúng tập trung nhiều máy bay, xe tăng, đại bác phối hợp quyết liệt tấn công. Kiên quyết anh dũng chiến đấu, đánh lui các cuộc phản kích, giữ vững trận địa, kiểm soát sân bay. Đờ Cát càng ở tịt trong hầm cầu cứu Hà Nội. Cô Nhi ở Hà Nội kêu cứu về Sài Gòn, và ở Paris, tướng Ely, tổng tham mưu trưởng Pháp, cũng đang điên đầu khi thấy phạm vi chiếm đóng của quân Pháp ở Điện Biên Phủ mỗi ngày cứ bé lại dần mà không có cách nào cứu nổi. Địch chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng để cứu sống Điện Biên Phủ là thả dù tiếp tế, vét tất cả các kho dù và phương tiện vận tải ở Đông Dương, lấy cả ở Pháp, ở Nhật, Phi Luật Tân mà cũng không đủ. Phần lớn dù đều rơi vào trận địa ta, quân ta kiên quyết triệt đường tiếp tế duy nhất của địch. Địch liều mạng ra nhặt dù, nhưng chỉ khiêng về được những tên bị thương hay chết. Khẩu phần của địch bị hạn chế, chúng đầu cơ đồ hộp để bán cho nhau với giá cắt cổ. Lúc đó, ta cũng đang thiếu đạn 105 ly, cướp lấy đạn Tây để rồi lại đập lưng Tây. Nava ra công đánh phá các đường tiếp tế của ta, nhưng chính y lại là nhân viên vận tải cho ta. Quân ta thi đua bắn tỉa địch. Lúc này diệt hay làm bị thương thêm một tên địch là gây thêm một khó khăn lớn cho chúng, vì cả khu trung tâm của địch đã ở trong tầm bắn của tất cả các cỡ hỏa lực của ta như cá nằm trên thớt. Cắt hiện xạ súng trường, súng máy, súng cối, tha hồ trổ tài săn Tây. Ở đồi E, mặc dầu bị oanh tạc vô cùng ác liệt, khẩu đội sơn pháo 75 ly của anh hùng Phùng Văn Khẩu đã bắn cháy và phá hủy nhiều máy bay kho tàng của địch.
Mặc dầu chiến đấu kéo dài, giằng co ác liệt, lại thêm mưa gió lầy lội, nhưng đời sống chiến hào của quân ta lúc đầu tuy có gian khổ, nhưng sau trở nên khá hơn vì Đảng ủy Mặt trận đã thấy trước, đề ra chủ trương tích cực khắc phục khó khăn, cải thiện việc ăn ở, vệ sinh phòng bệnh cho chiến sĩ. Các thương binh đều được ưu tiên tận tình chăm sóc. Trong chiến hào, tiếng hát, tiếng đàn vẫn vang lên. Thư hậu phương là cả một nguồn cổ vũ, là tấm lòng thương yêu của toàn dân, là mối nhiệt tình cách mạng của hàng triệu nông dân đang cải cách ruộng đất, truyền tới người chiến sĩ trong các căn hầm đường hào ngoài mặt trận. Ngược lại, đời sống chui rúc dưới hầm hố của địch quả là một địa ngục trần gian đầy bùn ruồi bọ chết. Chôn không xuể, chúng phải dùng xe hút đất đào một hố lớn, vứt xác xuống rồi san bằng đi. Những đôi mắt lo lắng kia nghĩ gì nếu không phải là hình ảnh chiếc xe ủi đất và lỗ huyệt chung tàn nhẫn thảm thê. Dưới chiến hào lầy lội, những chiếc mũ sắt cúi gục nặng nề. Ấy thế mà bọn chỉ huy của chúng còn cứ huynh hoang là sẽ chống giữ đến tên lính cuối cùng, nhưng vực làm sao nổi những cái thây ma kia dậy, dù cho dùng cả đến cách thăng được cát làm thiếu tướng. Bọn Mỹ lại càng cay cú hơn, chúng chuẩn bị kế hoạch diều hâu định cứu Điện Biên Phủ bằng những cuộc ném bom rất lớn. Cuối tháng 4, một bộ phận của hạm đội thứ 7 đã kéo vào vịnh Hạ Long chờ sẵn. Nhưng liệu chúng có cứu nổi được bọn Pháp ở Điện Biên Phủ không? Cũng vào thời kỳ này tại Việt Bắc, dưới sự chủ tọa của Hồ Chủ tịch, Trung ương và Chính phủ đã họp và quyết nghị toàn dân, toàn đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch. Phương khẩn trương náo nức hẳn lên, công nhân say sưa biến nhiệt tình yêu nước thành vô vàn súng đạn gửi gấp ra mặt trận. Thanh niên nô nức xin đi giết giặc lập công, gạo đạn ùn ùn gửi ra tiền tuyến. Thêm một thước vải, một cân gạo ra sớm mặt trận là bớt đi được một tên giặc. Gạo thuế nông nghiệp này là để gửi cho chiến sĩ. Đồng bào Tây Bắc đã góp phần vượt mức yêu cầu. Quả thật, hậu phương của ta là chỗ dựa vững chắc, là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của quân đội. Chưa bao giờ người dân Việt Nam lại đi chiến đấu nhiều như vậy, hầu như cả nước đang tấp nập tiến ra mặt trận. Từ Lạng Sơn sang Yên Bái, từ Hòa Bình, Thanh Hóa lên Điện Biên,
cả một hậu phương rộng lớn đang tuôn người tuôn của ra để quyết chiến quyết thắng với Đảng. Trong khi đó, để phối hợp với Điện Biên Phủ, Nam Bộ anh hùng phá hàng loạt đồn bốt của giặc. Liên khu 5 quật cường với chiến thắng An Khê lừng lẫy, tiêu diệt binh đoàn cơ động số 100 của địch ở Triều Tiên về. Đồng bằng Bắc Bộ anh dũng cắt đứt đường số 5, tập kích sân bay Cát Bi Gia Lâm, phá hủy hàng chục máy bay của địch. Các lực lượng dự bị lại ùn ùn tiến ra mặt trận. Ở Điện Biên Phủ, cuối tháng 4, tình hình quân địch càng nguy khốn. Ô vuông phòng ngự cuối cùng của chúng còn mỗi chiều hơn một cây số, trong đó có đồi A1 cao điểm cuối cùng. Để chuẩn bị tốt đợt tấn công thứ 3, chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, trong nội bộ quân ta đã tiến hành một cuộc giáo dục tư tưởng rất quan trọng. Nhiệm vụ trước mắt là quán triệt quyết tâm của Trung ương tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ, ra sức khắc phục tư tưởng hữu khuynh, củng cố và đề cao quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc tiến chắc, tích cực tranh thủ thời gian, triệt để chấp hành mệnh lệnh, giành toàn thắng cho chiến dịch. Cuộc giáo dục tư tưởng này đã tiếp thêm cho quân ta một sức mạnh vô địch. Đây là một thành công rất lớn của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. Đêm mùng 1 tháng 5 năm 1954, đợt tấn công thứ 3 bắt đầu. Tiếng đại bác của quân ta đã vọng sang tận hồ Geneva, buộc đế quốc Pháp Mỹ phải cùng các phái đoàn Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam họp bàn về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. Mười bảy giờ ngày 6 tháng 5, ta chiếm đồi A1 cao điểm cuối cùng. Địch hoang mang cực độ, lợi dụng thời cơ đó, 15 giờ ngày 7 tháng 5, quân ta tổng công kích, chia làm nhiều mũi giáp công đánh thọc vào chỉ huy sở Đờ Cát. Xung kích ta đã ập đến gần cửa hầm. Đờ Cát và Cô Nhi cầu cứu lẫn nhau cuống cuồng. Cờ quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch phấp phới bay trên chỉ huy sở Đờ Cát. Tướng Đờ Cát bị bắt sống cùng với toàn bộ tham mưu của y.
quân địch ở Điện Biên Phủ lũ lượt kéo nhau ra hàng. Đám rước cờ trắng quằn quại kéo ra đi mãi, tưởng không bao giờ hết. Đó chính là đám ma thê thảm của quân đội viễn chinh Pháp. Mũi nhọn của ngọn mác, quả đấm tấn công mà bọn tướng tá Pháp Mỹ vẫn huynh hoang, bây giờ lại hóa ra thế này đây. Chúng cứ tưởng đường chiến thắng của chúng mãi mãi thẳng tuột, không ngờ đến Điện Biên Phủ lại rẽ ngoặt vào trại tù binh. Chúng đi lấp nhấp, từ đầu đến chân mang toàn đồ Mỹ, thậm chí cái xác gầy nhom của chúng cũng đã bị tiền Mỹ mua rẻ mất rồi. Chúng là những tên nô lệ của đô la Mỹ, vừa được quân ta giải thoát trở lại làm người. Đằng sau chúng là đêm dài quá khứ đầy tội lỗi, đằng trước chúng là con đường chính nghĩa sáng ngời, rực rỡ ánh mặt trời khoan hồng của Hồ Chủ tịch và nhân dân Việt Nam, chiến thắng và nhân từ. Những kẻ chỉ tin vào sức mạnh của vũ khí đã thấy ở đây sức mạnh của nhân dân đã đập tan mộng xâm lăng của đế quốc nát vụn như thế nào. Từ nay, Điện Biên Phủ trở thành nghĩa trang khổng lồ đầu tiên của chủ nghĩa thực dân thế giới, và rồi còn nhiều nghĩa trang khác ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin cũng đang chờ bọn chúng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Ôi, không đêm nào vui bằng đêm nay, đêm lịch sử Điện Biên sáng rực trên đất nước như huân chương trên ngực dân tộc ta, dân tộc anh hùng. Điện Biên vời vợi muôn trùng mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta. Đêm nay bè bạn gần xa, tin về chắc cũng trang hòa vui chung. Hỏi ai đã gây nên nông nỗi nhường này? Nhất định không phải nhân dân lao động Pháp, mà chính là bọn thực dân xâm lược hiếu chiến, bám gót đế quốc Mỹ. Thật cũng khéo dư nước mắt khóc người viễn chinh. Tại cánh đồng Mường Phăng lịch sử, các chiến sĩ Điện Biên Phủ vô cùng sung sướng tiếp nhận thư khen của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Hồ Chủ tịch trong lễ chiến thắng. Gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Trước hết, bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh, toàn thể các chú, cũng như toàn thể cán bộ và chiến sĩ toàn quốc đã quyết tâm canh được thắng lợi để chúc thọ bác. Bác và chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ. Các chú tán thành không?
ở Geneva, đoàn đại biểu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn cũng đấu tranh thắng lợi. Hiệp nghị Geneva đã được ký kết. Hòa bình được lập lại ở Đông Dương. Những bóng đen hung ác kia vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại được nữa. Thế là sau gần 100 năm gây bao tội ác trên đất nước này, thực dân Pháp đã phải cuốn gói cút khỏi miền Bắc. Dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập. Nhân dân ta, quân đội ta đi theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch kính yêu, trong suốt 9 năm trường, lớp lớp tiến lên đấu tranh vô cùng anh dũng và gian khổ, đã giữ trọn lời thề sắt son ấy. Truyền thống quyết chiến quyết thắng vẫn rực sáng trong mọi hành động xây dựng và bảo vệ miền Bắc. Và ở miền Nam yêu dấu, tuyến đầu của Tổ quốc, tiền tuyến của nhân loại tiến bộ chống đế quốc Mỹ, kẻ thù hung ác nhất của nhân dân thế giới, cuộc kháng chiến thần kỳ lần thứ hai, trận Điện Biên Phủ trường kỳ và vĩ đại của đồng bào miền Nam anh dũng đang cuồn cuộn dâng lên. Tương lai nhất định thuộc về chúng ta. Vì Hồ Chủ tịch đã nói, chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại. Cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công.